là lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Phá lương dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường phép dách khuôn đồ, tội chặt chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay nước Huệ từ bi đã rọi vào, thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thối vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Cho nên cái người biết tu thân là chúng ta không có phạm vào cái điều này. Cái gì không phải của mình là dứt phát không chạm tới. Mà đạo tặc ở đây nó có hai cái nghĩa, ngũ vị, cái nghĩa thô và nghĩa tế. Nghĩa thô là những người trộm cắp của người ta, và điều đó mình thấy nó quá lộ liễu. Nhưng mà nghĩa tế là gì? Nghĩa tế là cái nghĩa nhỏ nhặt đó. Có khi mình không trộm cướp lộ liễu, mà trong cái việc làm ăn, trong cái việc giao tiếp hàng ngày, mà mình lấn lướt người ta, mình chung hùng với người ta, mà mình hơn người ta, nó cũng nằm trong cái nghĩa của đạo tặc. Để Hường xin phép gửi quý vị mình qua một cái chủ đề trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đó là với hai cái từ đơn gọn, đó là cái chữ tu thân. Dạ. Bởi vì mình đi hẩm rài đó, thì tất cả các phái đoàn đều có anh em tu sĩ theo để mà nhắc nhở về Phật Pháp cho bác mình nghe. Thì cái lời nói đầu tiên mà anh em gửi đến quý vị mình là gì? Luôn luôn nhắc nhở chúng ta là phải hướng đến đường tu, hướng đến đường đạo. Có phải vậy không quý vị? Có ai mấy ngày nay đi, có ông tu sĩ nào kêu quý vị mình về chuyến này đừng tu không? Không. Mà ai ai cũng luôn nhắc nhở, khuyến khích chúng ta là hãy luôn luôn hướng về đường tu và hướng về đường đạo. Dầu cho có nói mấy tiếng đồng hồ, mấy ngày đi chăng nữa, cũng không ngoài cái mục đích này. Vì vậy thì hôm nay để tìm hiểu rõ ràng hơn trong ý nghĩa của chương trình tu, thì để Hường xin bàn cùng quý vị một cái khía cạnh trong vấn đề tu hành, đó là cái chữ tu thân. Bởi vì trong chữ tu nó có rất nhiều ý nghĩa, có rất nhiều lĩnh vực để chúng ta bàn, như là tu hành nè, rồi tu tỉnh nè, rồi tu trì nè, rồi tu niệm nè, tu tướng nè, tu phước nè, tu huệ nè, rồi tu thân nè, tu tâm. Thì hôm nay Đại Hường sẽ trích ra một phần nhỏ trong cái khía cạnh của chữ tu này, sẽ bàn với quý vị qua hai chữ là tu thân. Để thường thường mà quý vị mà đi ra ngoài xã hội hay trong cuộc sống, trong đạo pháp đó, cái người nào mà lỡ có bị sơ sót cái gì đó, hay là bị cái quấy lỗi gì đó, cái người ta nói là sao? Ta nói tại cái người này ít có tu thân đó, cho nên mới bị như vậy, mới có những cái hành động không hay, có những cái lời nói không đẹp, có những cử chỉ không được nhẹ nhàng, là do người này kém tu thân. Vậy thì hôm nay chúng ta mổ xẻ tu thân là gì, mà nó đem đến cho chúng ta có được một cái sự chuẩn chạc trong cuộc sống, có một cái giá trị đích thực trong cuộc đời của mình. Thì thưa cùng tất cả các bác chị em, bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu. Thì Đức Thầy mình sau khi mà xuống thế gian này đó, là Ngài khuyến khích cho tất cả chúng sanh nói chung, người Việt Nam nói riêng, là phải ý thức về vấn đề tu thân. Mà có đôi khi Đức Thầy sợ chúng ta không tin, bởi vì chúng sanh mình nó có 5 cái bệnh quý vị mình: tham, sân, si, mạng, nghi. Đó là 5 cái chứng bệnh mà con và quý vị mà nếu là một chúng sanh bình thường ai cũng phải có hết. Tức là luôn luôn mình có lòng tham, phải không? Tham danh, tham lợi, tham tình, tham quyền, tham thế. Tức là chúng ta muốn làm sao cho cuộc sống thế gian này chúng ta được đầy đủ sung túc. Đó là cái tâm niệm chung. Không biết bữa nay trong hội trường có người nào ta hết tham không nữa? Có không quý vị? Ai mà hết tham là người này là gần tiếng là bậc thánh rồi đó nha. Thì đó là cái tâm niệm chung, là chúng ta luôn có cái bệnh tham. Rồi cái bệnh thứ hai là chúng ta có cái bệnh sân. Sân là gì? Sân là nóng đó. Ai mà nói nghịch tới mình chút là bắt đầu mình, cái mặt mình nó đổi màu liền. Từ cái màu trắng nó chuyển qua màu đỏ, từ màu đỏ nó chuyển qua màu xanh. Phải không? Thì đó là cái tâm lý mình ai cũng phải vậy hết, là phải sân. Rồi mạng là chúng ta hay có cái sự mà khoe khoang, hay có cái tánh là muốn hơn người. Rồi nghi, tức là chúng ta hay nghi cái điều này, nghi cái điều nọ. Tham sân si mạng nghi, đó là 5 cái chứng bệnh của một chúng sanh bình thường là ai cũng phải có hết. Cho nên Đức Thầy cũng hiểu được cái tâm lý chúng sanh là hay nghi lắm. Ở ngoài đời thì nghi ngoài đời, vô đạo rồi cũng nghi trong đạo. Ngoài đời là nghi ngoài đời sao? Ví dụ như lớn lên đó, cái sửa soạn lập gia đình, hay đang có cái người thân, người quen gì đó,
cái cũng nghi nữa, nói không biết ổng nói vậy mà phải vậy không, không biết cô đó nói mến thương mình, không biết có thương mến mình không. Không sống trong gia đình thì lúc nào cũng nghi, cho vợ chồng cũng nghi, mà anh em cũng nghi, làm ăn với người ta mình cũng nghi. Nó không biết ổng làm ăn với mình vậy, ổng chia mình vậy có đúng không? Có phải chia 5 năm hay là ổng chia 7-3 nữa? Tức là mình đến với ai mình cũng hay nghi lắm. Không biết con nói vậy có trúng không? Có gì mình có từng nghi ai không? Rồi có nhiều người đi đòn cái cũng nghi mấy ông đạo nữa. Nói mấy trả đi vậy không biết có phải từ thiện không hay có kinh doanh không. Nghi đi tới đâu là nghi tới đó, đi tới đâu là nghi tới đó. Mà hôm nay muốn phá vỡ được cái điều nghi này không phải là cái chuyện bình thường, mà cần phải biết tu, phải biết quán xét mình mới phá vỡ được. Thì Đức Thầy cũng hiểu được cái tâm lý của mình hay nghi vậy đó, cho nên khi xuống thế gian giải đạo cái chúng sanh cũng nghi Thầy. Nó không biết Thầy nói Tây Phương Cực Lạc, Thầy nói giải thoát mà không biết có vậy không. Cho nên Thầy sợ chúng sanh không đặt trọn niềm tin mà không dõng mãnh tu thân, cho nên Thầy mới thề để cho mình tin. Mà có chỗ khác Thầy đã không cho phép, Thầy nói là kẻ giả dối thường hay thề thốt. Cái người giả dối thì hay thề thốt đặng cho lấy lòng tin. Nhưng mà ở đây vì thương chúng sanh cho nên Thầy phá lệ của bác, Thầy thề cho mình tin luôn. Thề sao? Thầy nói nghe một cái đoạn rất là đau lòng. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liễu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Tức là Đức Thầy khẳng định nếu mà cái người biết tu đó mà không hưởng được cái phước cái đức gì hết, chẳng được đức ân tức là không được phước được đức gì hết, thì Đức Thầy không phải là con người, không phải là sanh người đời, tức là không phải là con người luôn, chứ không nói đến là Thầy là Phật là Thánh gì hết. Quý vị mình thấy vì thương mình mà Đức Thầy phải thề nặng như vậy để cho chúng ta vững cái niềm tin mà chúng ta biết tu thân, là vì Đức Thầy sợ mình nghi. Rồi một chỗ khác nữa đó là Đức Thầy sợ tất cả mọi người lơ là với cái việc tu thân, cứ mãn coi như là bon chen theo danh lợi, bon chen theo cuộc sống mà quên lo cái bổn phận tu thân. Cho nên Thầy nhắc nhở là việc tu thân thiện tính hẩn hờ, chừng quả đến e cho khó trách. Hay là chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Mới tới câu là việc tu thân thiện tính hẩn hờ, chừng quả đến e cho khó trách. Tức là hiện tại mà chúng ta không quan trọng đến vấn đề tu thân thì mai mốt mà quả tới, tức là sanh lão bệnh tử, tai nạn tới là mình không còn cơ hội để mà tu nữa. Bây giờ mình đang còn có cơ hội đi chùa, đang còn có cơ hội đi làm từ thiện, cuộc sống mình đang yên ổn, mình còn đang mạnh giỏi, còn đang có đầy đủ sức khỏe, mà mình lơ là không chịu tu, cứ hẹn hoài à. Nói tôi còn khỏe lắm, tôi còn trẻ lắm, tôi còn đẹp lắm, tu uổng lắm. Để mừng nào xấu xấu hả, mười mấy năm nữa tôi hả tu. Có không có bác anh chị em? Cho nên người xưa hiểu được tâm lý của mình mới nói một câu thế này: trẻ phiên tu, hẹn chờ đợi tuổi. Cái người trẻ thì nói để già già chút hả tu, giờ còn yêu đời. Còn cái người già thì sao? Già khuyên tu thì chưa rỗi không tu. Già thì nói bây giờ còn con còn cháu bề bộn hết trơn sao tu được. Hết xuân rồi lại đến thu, cứ lần lựa mãi rồi giàu quách qua. Cứ lần lựa đến ngày tử thần lãi cổ, lúc đó bỏ chỗ ra đi, rồi dương gian âm cảnh chia ly, làm sao mà chúng ta tu được. Cũng như gần đây đó có nhiều cô bác anh chị em hay dục thúc về vấn đề thiên cơ mà bữa đó con nói đó. Thiên cơ thì ta nói tháng này tháng nọ, nhưng mà thật sự mà nói thiên cơ đó còn chậm hơn cái vấn đề sanh tử. Vì thiên cơ có khi ta còn tiên đoán năm nữa hay tháng nữa, còn cái sanh tử là không có tiên đoán được. Giờ này gì chứ giờ sao sao là mình không biết rồi cô bác anh chị em. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh là ngày mai thảm sầu. Cũng như đi trong đoàn anh chạy đây, có một số quý vị mình ở tại Tân Bình, Tân Long đó, là vừa rồi đó cô bác anh chị em có cô đồng đạo này quen đại hường, cô thứ năm đó, là cô đã qua đời cách đây khoảng 4 tuần rồi.
Thì hồi năm trước đó là Đại Hường bị bệnh ăn gạo lứt muối mè đó quý vị. Thì cô và Dưỡng có lên thăm Đại Hường. Rất là lớn tuổi rồi nhưng mà cô rất là đẹp, lão trắng trẻo hồng hào đẹp lắm. Nhưng mà cô cứ lên thăm bệnh Đại Hường mà không dè, trong người cô có cái mầm bệnh mà cô đâu biết. Bởi vì đâu đi khám bệnh đâu mà thấy mình bệnh. Thật ra mình thấy mình mạnh võ như vậy chứ trong mình có mầm bệnh nào mình không hay đó. Xét nghiệm ra là thôi sợ luôn à. Thì sau khi mà cô lên thăm Đại Hường khuyến khích nó, thôi con bệnh con cũng ráng này kia, ăn gạo lứt rồi niệm Phật, Phật gia hộ để mình tiếp tục cuộc sống, để mà mình làm bổn phận với tổ thầy với mọi người này kia. Thì quý vị mình biết không, cái người bệnh đi thăm người đau mà cô đâu có hay. Thì qua năm nay đó, cô đi xét nghiệm, đang mạnh giỏi, đẹp đẽ, mạnh khỏe vậy đi xét nghiệm về, cái bác sĩ người ta nói bà bị ung thư gan. Mà quý vị mình biết phải cái bệnh gì, không biết cái bệnh ung thư mà xét nghiệm ra là rồi đó. Một tháng sau hoặc 3 tháng là lên đường liền. Em sẽ là người ra đi liền, chứ không nói gì hết. Thì sau khi đi xét nghiệm về, cô đi xét nghiệm về thì Đại Hường cũng hay, cô có điện lên hỏi thăm ăn gạo lứt này kia. Cô nói ủa cô sao mà ăn gạo lứt? Cô nói năm bị gan, hỏi bị gan sao mà thật ra cô không nói ung thư nhưng mà con biết. Cô nói là cô ra bị gan mà bị sưng mình, cô nói rồi, trúng số rồi. Sưng mình là kể như là ung thư hoặc sơ gan rồi còn gì nữa. Cái con cũng nhắc chỉ cái cách con ăn gạo lứt này kia, cô nói đang uống thuốc bắc thuốc nam lung tung đủ thứ. Thì qua đám giỗ nhà con là hôm rằm tháng 6 vừa rồi đó quý vị. Thì con cũng bận rộn, con trước đám con chỉ điện hỏi thân được lần thôi. Rồi qua đám con cũng lo đi đám tiệc này kia, con có điện xuống hỏi thăm. Mới có trước đám sau đám nhà con khoảng tuần lễ cái ông Dưỡng Nam ông điện lên, ông nói Đại Hường ơi, con làm ơn cầu nguyện giùm cho cô Năm Đại Hường. Nó ủa sao cầu nguyện, mới nói chuyện con hôm trước đấy mất rồi, 2 tuần rồi, vô thường không có bác anh chị. Cho nên mạnh săn sẵn lúc trước con đau con xanh mét à, cổ đi thăm con cổ hồng hào đẹp đẽ, nhưng mà không về cổ bệnh còn nhiều hơn con chưa đi bả đi rồi. Cho nên chúng ta hiểu được là cuộc sống vô thường là như vậy. Vô thường mau lẹ khá hồi đầu, thân này tuy có chẳng bền lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kéo bạc đầu. Thành ra chúng ta không biết được mình như thế nào, vì vậy mà phải tu chứ đừng có hờ hững của bác anh chị. Bây giờ mình còn tu kịp, chứ để mai mốt khổ sở tới tay ách tới là tu không có kịp. Cho nên thầy nói làm sao mai mốt mà cái người nào đợi mà đời tới, đợi mà khổ tới chết tới mới tu là giống như đợi nước tới chôn mới nhảy, đúng không vậy mình ơi? Đợi nước tới chôn mới nhảy đùng ắt phải lọt ngoài, sau chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu. Lúc đó mình bệnh tới khổ tới mình niệm Phật niệm không có rành, bị gì nó lu bu hết trơn cô bác anh chị em. Để đến lúc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tà biển mênh mông, mới là sợ chết ước mong, mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Thành ra tới chừng mà tai nạn tới mình ước mong là không được. Bởi vì Đức Thầy cho biết là nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Cho nên hôm rồi đó quý vị mình ở trên xe mà nghe cái đĩa mà con thuyết về cái đề tài Bồ Tát giữa dân gian, con có nói đến cái đoạn mà Đức Văn Thù đó, sau khi khổ tới Ngài sẽ chèo thuyền để mà rước. Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã, cứu thì trần gian gió đưa nước sóng bườm lon, rước người hung ác xơi sang thủy tịch. Phải không? Vậy là bị nhầm rồi hả? Vậy thì rước người tu niệm chứ không có rước người hung ác. Cái người hung ác là bị bỏ lại đó cô bác mình. Cho nên bây giờ mình không có lo tu, không có lo cho đạo đó. Đức Thầy nói làm sao? Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó,
biển sông lặng lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sao chưa giơ tay. Phật nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người trượt mới hầu khác nhau. Vì Đức Thầy nói ngày nay mà đạo đức không màng, tức là mình không có quan tâm tới cái chuyện tu hành đó, thì sau này dẫu có tiền tỷ, tiền ngàn, tức là dẫu có tiền tỷ cũng không có mua được cái đạo đức đâu cô bác anh chị em. Đạo đức là mình phải biết tu, phải lập công bồi đức khi thời gian và điều kiện mình còn. Còn mai mốt mà Đức Thầy nói là sao? Nếu để chờ sấm nổ giang thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn, không còn kịp nữa. Vậy thì Đức Thầy sợ chúng ta chậm trễ mà không kịp với cái điều kiện để chúng ta tu thân, cho nên Đức Thầy phải dục thúc, phải nhắc nhở chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chánh đề là muốn tu thân chúng ta phải cần hiểu được những điều gì. Cái điều thứ nhất mà cái người muốn lập thân tu đó là đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cuộc đời này là đau khổ. Ở trong cái quyển khuyến thiện, tức là cái quyển thứ 5 đó quý vị, Đức Thầy chúng ta có luận giảng về 8 nỗi khổ, tức là 4 sự khổ của thân, 4 sự khổ của tâm. 4 sự khổ của thân đó là sanh, lão, bệnh, tử. 4 nỗi khổ của tâm đó là mưu cầu bất đắc, ái biệt ly, quan tấn hội và ưu sầu lo ngại. Cho nên sau khi mà kết thúc cái điều khổ thứ 8 đó, Đức Thầy nói là sao? Đức Thầy phân tách cái người giàu đó thì lo hơn thua tranh đấu, cái người nghèo đó thì lo nợ nần. Cho nên Thầy nói là nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách, buồn duyên số phận mình nha, sạch rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Đó là cái khổ của người nghèo. Nghèo phần đó là bị thiếu thốn về vật chất, nặng phần là còn bị sợ người ta chê mình nữa. Cho nên cái câu triết lý người ta nói vậy nè quý vị, cái đau khổ của người nghèo đó thật ra chưa phải là cái cảnh đói rách lầm than của họ, mà chính là cái cảnh xa hoa ngạo nghễ của những kẻ phú quý chung quanh. Cái người nghèo khổ là vì thấy cái người giàu, cũng như cái người xấu mà sẽ dễ khổ là vì thấy cái người đẹp. Chứ không có người đẹp đâu biết mình xấu, không có người giàu đâu biết mình nghèo. Thành ra vì mình thấy người giàu cho nên mình mới thấy mình nghèo, và thấy mình nghèo cho nên mình mới thấy mình khổ. Nhưng mà sau khi Đức Thầy luận giảng cái người nghèo xong rồi, Đức Thầy nói tiếp là giàu thì lo chen lấn với người. Cái người nghèo khổ mà không có nghĩa là người giàu không khổ đâu. Người giàu có cái khổ của người giàu. Giàu thì lo chen lấn với người, lo đau cái gì, miễn cho được đầy rương đầy tủ, rồi của dương thế góp toan bảo thủ, rồi sợ nữa. Sao giàu mà cũng sợ nữa? Sợ gian phi trộm cướp rình mò. Thường ta nói mấy người giàu ngủ không dám ngủ hai con mắt ngủ một con còn con canh ăn trộm. Cái đó người ta nói để ngạo vui thôi, chứ sao ngủ có vụ nhắm một con mở một con sao ngủ được. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái bận bịu của mình nó nhiều hơn vậy đó cô bác anh chị em. Rồi tức là chúng ta phải sợ sợ gian phi trộm cướp rình mò, rồi lo tước quyền cho được thơm tho, rồi sợ nữa, sợ gì? Sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả, bị mình giàu cái người này thiếu nợ, người kia thiếu nợ, cái nằm tới mình nhớ ông ba thiếu bao nhiêu, bà bê thiếu bao nhiêu, không biết mai mốt ông bà có trả không nữa, cứ sợ hoài. Cho nên Đức Thầy mới kết luận lại là ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả. Sang cũng không thông thả mà hèn cũng không thông thả. Sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân, có chữ tu thân nha, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Tức là Đức Thầy xác định là chỉ có tu đó là chúng ta mới hạnh phúc hoàn toàn thôi. Còn giàu hay nghèo gì chúng ta đều nằm trong cái khổ hết. Thôi bây giờ mình sơ lược lại cái khổ chút xíu đi ha. Thì sanh lão bệnh tử thì trong cái sanh này nó cũng khổ lắm cô bác. Mà Đức Thầy diễn tả cái người sanh ra rất là khổ. Hồi lúc mà mẹ mình mang thai đó, nếu mà mẹ ăn uống no đó thì mình bị chặt hẹp. Mẹ mà đói thì mình dường như treo lỏng bỏng. Cho nên Đức Thầy nói sao? Khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói mới giường treo lỏng bỏng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chật chội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc ném mùi dương thế.
nếm mùi như thế. Tức là cái đứa trẻ sau khi ba coi như là 9 tháng 10 ngày ở trong thân mẹ đó, tới chừng ra khỏi mình mẹ đó quý vị, là chạm với không khí cho nên hơi gió cắt da đau nhất, nó ré lên nó khóc đi. Cho nên đứa bé nào sanh ra cũng khóc hết trơn á. Ít có ai, không có ai, không có luôn. Không có ai sanh ra mà cười của bác. Mà lần nọ con nghe ông chú đồng đạo kêu, nói ông lắng nghe cái tiếng khóc của đứa bé mà cũng là cái ý pháp nữa. Đầu tiên mà đứa bé mới sanh ra cái nó khóc khổ a, khổ a. Phải vậy không? Đứa bé thường khóc khổ a, khổ a. Là sao? Là nó nói cái khổ này là cái khổ số 1. Bởi vì thường thường ta nói A, B, C, nó A là số 1. Khổ A là khổ số 1. Cái hồi cái nó chuyển qua cái giọng khóc thứ hai là tu qua, tu qua. Là phải tu mới qua khỏi cái khổ này. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngáo du thiên đài. Thành ra đầu tiên là khổ A, kế đó là phải tu mới qua. Bác còn ai mà không tu là lây quay trở lại đầu thai nữa, trở lại sanh ra nữa, trở lại khổ nữa. Đó là khổ thứ nhất là khổ sanh. Sanh và lão, lớn lên rồi bắt đầu già của bác. Già có nhiều cái khổ không cô bác anh chị em? Mấy cô mình ngồi ngoài trước đây, có nhiều cái khổ lắm. Tới già rồi đó cô bác anh chị em, mình Đức Thầy diễn tả làm sao? Tức là má cớp da nhăn, rồi coi như là răng rụng, mắt là ù tai trắng ốc, đi đứng khó khăn, rồi nằm ngồi chậm chạp này kia, đủ thứ chuyện khổ hết. Hồi trẻ thì quạt bát linh động, mà tới già rồi cái gì nó cũng chậm chạp, cái gì nó cũng coi như là ăn uống thì cũng đổ kháo của bác anh chị em mình. Cho nên cái người già cũng rất là đau khổ của bác anh chị em mình. Cho nên đó là cái khổ của lão, rồi cái khổ của bệnh, rồi cái khổ của tử đó của bác anh chị em. Mình nói sơ lược qua vậy thôi. Tới cái khổ của tử đừng gì mình biết là còn khổ ghê gớm hơn nữa. Tức là đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân là cái khổ của bệnh đó. Đeo hành phạt sát thân ô uế, rồi một lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tội phước, đó là chúng ta cái khổ của tử. Vậy thì chúng ta ý thức được 8 điều khổ này mà chúng ta phải quyết chí là lập thân để mà mình tu thân, để không còn bị cái khổ nó làm dai dẳng chúng ta nữa. Bây giờ đó là cái điều thứ nhất, chúng ta muốn lập thân trên đường tu hành là chúng ta phải ý thức được cuộc đời là đau khổ. Còn mình cứ nghĩ cuộc đời này là vui hoài là chúng ta không có hết lòng để mà tu, để mà lìa bỏ thế gian. Bây giờ đến cái điều kiện thứ hai là chúng ta muốn tu thân mình phải làm gì? Đến điều kiện thứ hai là chúng ta phải hành được ở trong thập ác. Mà đơn cử là Đức Thầy đưa ra cái ác đạo tặc, cái người tu mà lập thân tu là không phạm vào cái ác này. Mà Đức Thầy nói làm sao các bác anh chị em mình? Là lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường phép dách khuôn đầu, tội chặt chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay nước huệ từ bi đã rọi vào, thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thối vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Cho nên cái người biết tu thân là chúng ta không có phạm vào cái điều này. Cái gì không phải của mình là dứt phát không chạm tới. Mà đạo tặc ở đây nó có hai cái nghĩa, hiểu vậy, cái nghĩa thô và nghĩa tế. Nghĩa thô là những người trộm cắp của người ta và điều đó mình thấy nó quá lộ liễu. Nhưng mà nghĩa tế là gì? Nghĩa tế là cái nghĩa nhỏ nhặt đó. Có khi mình không trộm cắp lộ liễu, mà trong cái việc làm ăn, trong cái việc giao tiếp hàng ngày mà mình lấn lướt người ta, mình chung hùng với người ta mà mình hơn người ta, nó cũng nằm trong cái nghĩa của đạo tặc. Như quý vị mình thấy là chúng ta thấy những cái báo đài người ta đăng lên những cái công ty đó quý vị, mình bóc lột cái sức lao động của công nhân, làm mà lương không trả, rồi cắt phần này kia đủ thứ hết, thì cái đó nó cũng nằm trong cái đạo tặc. Tức là lấy của người một cách hết sức là khéo léo, không bị phạm pháp luôn. Thì đó nó cũng là đạo tặc. Cho nên cái người tu mình khi đã giác ngộ lập thân tu rồi, chúng ta không trộm cướp của người, mà trong công việc làm ăn là chúng ta cũng phải biết tôn trọng cái quyền lợi của người. Chứ Đức Thầy nói làm sao nè quý vị mình? Thầy nói thường thường người ta mình ban đêm đó mình hay tính lắm, hay là trong lòng mình hay tính lắm. Kẻ nhất dạ thường sanh bá kế. Cái người một đêm vậy đó là tính không biết nhiều kế để làm chi? Để gạt người làm thế cho mình. Tính sao mà làm gì mà tốn công, không tốn công mà được chuyện.
Thường thường ta làm gì tốn công mới được chuyện, còn mình tính sao không tốn công mà được chuyện. Thì ở đó nó cũng nằm trong cái đạo tặc. Cho nên cái người lập thân tu là không phạm vào cái điều này. Mà cái người có tu thân đó quý vị mình là có cái căn bản trong cuộc sống này. Bởi vì câu người xưa nói là tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị gia dĩ tu thân chi bản. Từ bậc thiên tử cho đến thứ dân đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Mà tu thân đây nó cũng nằm một trong tám cái tiết mục quan trọng của đạo thánh là cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia trị quốc và bình thiên hạ. Cho nên Đức Thánh mới nói câu là tâm chánh như hậu thân tu, thân tu như hậu gia tề như hậu quốc trị như hậu thiên hạ bình. Tức là tâm chúng ta có chánh đó thì thân chúng ta mới được an ổn, mà thân chúng ta an ổn thì gia đình chúng ta mới hạnh phúc, mà gia đình chúng ta hạnh phúc thì thế giới này mới hòa bình. Cho nên chúng ta phải nghĩ là vấn đề tu thân nó là cái điều cốt lõi trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ đến cái tiết mục thứ hai là chúng ta muốn tu thân, đó là chúng ta phải biết giữ gìn cái tư tưởng của mình. Ví dụ như đó mình chưa tu thân, mình suy nghĩ lung tung hết, nghĩ lành, nghĩ ác. Mà hôm nay mình biết tu thân rồi, mình phải biết gìn giữ cái tư tưởng mình. Cho nên thầy nói là rài đã tu thân lánh bụi hồng, dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông, để tâm yên tịnh tầm chân lý phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Đó là cái tiết mục thứ ba. Đến tiết mục thứ tư, chúng ta muốn tu thân là mình phải biết đáp đền tứ ân của bác anh chị. Cho nên thầy nói là sao? Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Hay là tu thân thiện tính phải chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Tức là mình muốn tu thân cho tốt là chúng ta phải biết qua bốn ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Giờ này mà diễn tứ ân nữa thì nó dài lắm, cho nên nói sơ qua thôi. Ân tổ tiên cha mẹ là ngày qua nói gì mình đã nghe rất nhiều rồi, mình đi lễ vào cái dịp Vu Lan này. Nếu như còn cha còn mẹ là phải ráng mà phụng thờ của bác. Ví dụ mình đi tới chùa mình lễ Phật này kia, nhưng mà quý vị mình nhớ là cha mẹ tại tiền là Phật tại thế. Đừng tu tượng cốt Phật đồng mà hãy trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Tức là chúng ta phải biết báo đáp với anh cha nghĩa mẹ. Thôi nhân đây con xin kể cho quý vị mình nghe cái câu chuyện là đừng tu tượng cốt Phật đồng. Tức là ngày xưa đó có một cái chàng thanh niên này đó quý vị, là rất là sùng ngưỡng đạo Phật. Nghe nói Đức Phật là một cái bậc là có đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ. Nhưng mà Đức Phật đã nhập diệt rồi, cho nên anh ta đi tìm kiếm mà cũng không gặp. Anh ta nói ước gì mà tôi được gặp Phật á, là tôi sẽ quy y để mà tu theo Phật liền. Cũng như cô bác mình có xem lại cái bộ sử ký của Trần Huyền Trang Tam Tạng ở Đời Đường đó. Ông đi thỉnh kinh từ Ấn Độ qua xứ Phật là 17 năm qua bển tu học. Khi mà qua tới Ấn Độ đó, đến cái cây Bồ Đề, tức là cái cây mà Đức Phật đã ngồi tham thiền ngày xưa tại gốc Bồ Đề đó, ông ta liền quỳ xuống đảnh lễ và khóc với vị mình. Nói rằng lúc Đức Phật mà còn thuyết pháp ở đây thì lúc đó chẳng lẽ nào con là một chúng sanh tội lỗi còn lặn ngập trong vòng sanh tử, con không có mặt trong pháp hội của Phật để nghe Phật thuyết pháp để được giải thoát, mà phải đến hơn 1000 năm sau thì con mới được lên đây, mới có mặt trên đời này, và hôm nay mới được đến Phật thì Phật đã nhập diệt rồi. Cho nên ông ta rất là xúc động. Vậy thì hôm nay á, cái người mà được gặp Phật, điều đó là một cái điều rất là quý báu. Thì lúc này cái chàng thanh niên cũng vậy, cứ ước ao làm sao được gặp Phật để mà tu hành. Nhưng mà Phật đã tịch diệt rồi. Thì anh ta cứ đi tìm nhiều ngày, nhiều tháng, của bác mình thiện bữa nọ gặp một cái ông tiên nọ. Ông ta mới giả ra một cái người đi coi như là hành khất, mới nói cho cái anh thanh niên này biết rằng là Đức Phật đã nhập diệt cách đây mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đang quá hiện khắp cả thế gian này, ai mà tưởng tới Ngài thì Ngài đều quá hiện ra hết. Rồi cái chàng thanh niên này nói là quá hiện ra nhiều như vậy, nhưng mà tôi biết ai là Phật đâu mà tôi nhận dạng. Cái ông lão này ông nói đó, cái vị Phật này có cái hình dáng đặc biệt lắm, là mai mốt đó mà cậu gặp cái người nào đó mà mang dép ngược đó, người đó là Phật đó, hãy phụng sự và cúng dường vị Phật này. Bắt đầu anh nghe nói vậy, bắt đầu anh chỉ điểm cho anh, bắt đầu anh về anh tìm quá, anh đi về từ cái đoạn đường mà anh đi về tới nhà, anh nhìn xuống không, nhìn coi có ai mang dép ngược không. Nói tới vụ dép này con cũng nhớ nữa. Lần nọ đang nói chuyện đạo của bác cho mình, nói chuyện xong cái của bà cô này ra bà khóc mướt rồi. Con nói chèn ơi, bộ sớm anh em giảng chữ hiếu của chúng tâm sự của con, có con bất hiếu sao mà con khóc quá vậy cô.
Vợ nói hiếu gì đâu con ơi, sớm giờ mãi mê nghe mấy con nói chuyện hoài chở cho mẹ nào sớt con giác bắt tiêu rồi. Không biết nãy giờ ai ngồi đây mà có quấy quấy và nhìn không biết. Dạ. Thôi sẵn người ta có sớt thì mình mua dép mới luôn. Tính mua dép mới mà chưa có dịp mua, giờ này có dịp mua luôn. Thì thưa cùng quý vị, lúc này là anh ta gặp ai anh ta cũng nhìn xuống không. Thì đi hoài không thấy ai mang dép ngược hết, mới lần lượt là về tới nhà của mình. Lúc này trời đã tối rồi, mà hổm ra anh ta đi là cũng mấy tháng rồi, bà mẹ có đứa con một, lúc nào cũng thương hết trơn quý vị mình. Tại vì ở trong 10 điều ơn mà cái ơn thứ 8 diễn tả là sao? Ơn thứ 8 là diễn hành ức niệm. Khi con đi xa thì cha mẹ nhớ tưởng, khi con đi vắng thì cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông. Con ở chỗ nào là cha mẹ luôn luôn theo dõi chỗ đó, sự nhớ giống ấy không bao giờ phai lợt, mà trái lại càng ngày càng khắc sâu thêm. Cho nên trong đó diễn tả là ơn thứ 8 vậy thì kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà, ngóng trông con trẻ xót xa càng tràn. Chưa tâm hồn mãi mơ màng dơ dẫn, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con, xác thân già yếu hao mòn, bởi chừng qua đổi thương con mới là. Cũng như mình đi mấy ngày nay đó, cha mẹ nhà mà có con đi đây nó cũng trông, không biết bữa nay một tí một tẹo đi tới đâu rồi. Tới chùa Bồng Lai, tới coi như là chùa đi diễn thiện quà gì rồi, không biết bữa nay nó về nó có nhớ mua quà gì cho mình không. Cha mẹ đi xa là luôn trông, nhưng bác không phải trông miếng ăn mà trông coi con nó có nhớ tới cha mẹ không. Còn cha mẹ mà đi đây cũng lo về con, không biết mình đi mấy ngày nay con cái mình ở nhà làm sao, phải không cô bác anh chị em? Ai cũng vậy hết. Thì thôi bây giờ trở lại là mấy ngày nay, mấy tháng nay bà mẹ rất là trông con, cho nên mà khi nghe anh ta kêu cửa nói mẹ ơi mở cửa con về tới, lúc này bà đang ngủ trên giường, nghe mẹ con kêu vậy ta la quá mừng rồi, bắt đầu từ trên giường tuột xuống sọt dép vô liền cô bác anh chị em. Mà bà gấp quá sọt thí đại thôi, bắt đầu đi ra bà mở cửa, mà tại anh đi về ngay ngày rằm đó cô bác, mà lúc đó có trăng, cái mở cửa ra cánh trăng nó rọi vô, nó rọi ngay cái chân của mẹ mình. Cái anh nhìn xuống anh thấy mẹ mình mang dép ngược. Tại vì gấp quá bà mang dép ngược đó. Cái ảnh nhớ chợt tới cái lời của ông lão dặn là mai mốt mà con gặp cái người nào mang dép ngược đó, người đó là Phật đó con. Anh nói rồi, đây là Phật của tôi rồi. Cho nên anh ôm chân mẹ, anh khóc nức nở của bác, nhưng mà bấy lâu nay mình đi tìm. Cho nên cái câu người xưa nói mình nè, ở trong nhà có hai pho tượng Phật, thương cho người đời không biết để lo. Hai tượng ấy không phải vàng son phất tủ, cũng chẳng là cây đá làm ra, mà là Di Lặc Thích Ca, chính là cha mẹ của ta tại nhà. Nếu ai biết cúng dường hai đấng ấy phước rất nhiều, đến vô lượng vô biên. Mình mà biết cúng dường cha mẹ của mình là phước đức, giống như là phụng sự cho một vị Phật vậy đó cô bác. Thì thôi bây giờ trở lại, tức là cái điều kiện mà chúng ta tu thân đó là Đức Thầy xác định là phải đền đáp tứ ân, mà trong đó là ân tổ tiên cha mẹ là đứng đầu, chúng ta phải cố gắng phụng sự. Rồi ân đất nước chúng ta phải lo tròn, ân tam bảo là chúng ta biết truyền bá Phật pháp, phải biết tu hành. Ân đồng bào nhân loại là phải biết giúp đỡ cho những người gần mình, những người xa mình và luôn cả thế giới. Và khi chúng ta biết đền đáp tứ ân rồi thì chúng ta phải biết niệm Phật luôn. Trên cái câu mà sấm rền hoàng đạo đó, tức là tu thân thiện tính phải chuyên cần lục tự di đà và giữ tứ ân, tức là vừa đền đáp tứ ân mà chúng ta vừa niệm Phật. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta đang lập thân để mà tu cô bác anh chị. Rồi bây giờ tới cái ý tiếp theo là chúng ta lập thân tu rồi, chúng ta còn phải mở rộng ra, tức là phải biết mình biết tu rồi còn phải biết san sẻ chia sẻ với người khác. Cho nên thầy nói là mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Tức là cái người biết tu thân đó mà không mở rộng ra ích kỷ là nó chưa đúng nghĩa cái gì mình. Cho nên hôm nay mình đi chuyến đoàn này về mình vui đúng không vậy, mình thấy hay quá, được quá, ý nghĩa quá, cái mình nói về chứ sao. Mình rủ ở sớm mình nói bà con ơi, mai mốt mà đoàn có đi cứu trợ đó mình đi vui dữ lắm.
Vậy là mình không ích kỷ của bác mình. Hay mình nghe được cái băng cái đĩa nào hay đó mình truyền cho người khác nghe, là chúng ta không có giữ một mình. Bởi vì Đức Thầy nói câu sao của bác anh chị em mình, tức là Đức Thầy nói là Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa, nên đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Cho nên mình hiểu được ý của Phật là không chỉ cho một người tu mà phải cho nhiều người tu. Cho nên mình đã biết tu thì phải muốn cho người khác cùng tu. Mà chỗ khác Thầy nói là sao? Ước trăm họ nhé mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thành ra mình được sống thì cùng người sống, mình được vui thì giúp chúng đồng vui. Ở ăn phải phép với người, sự thơm tho ấy còn gì quý hơn. Còn mình tu mà không có mở rộng tu vị kỷ nó buồn lắm cô bác mình. Mà mình tu vậy cái Thầy than, Thầy nói trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị, tu hành mà vị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân phiên bổn đạo, ráng tầm nẻo chánh. Để con kể vậy mình nghe câu chuyện vị kỷ nha. Nói ngày xưa có cô này đó, cổ mến mộ Phật Pháp lắm, cổ đi chùa, cái cổ thỉnh tượng Phật về thờ đó quý vị. Cái cổ mến Phật Quan Âm lắm, cái cổ thỉnh tượng Phật Quan Âm về thờ. Mà trong nhà thì cũng có những cái bức tượng khác đã thỉnh trước rồi, nhưng mà tự nhiên từ ngày gặp cái bức tượng Quan Âm, cái mến mình tượng Phật Quan Âm mà bỏ bê mấy cái tượng Phật kia. Cái cổ nghĩ về nè, cổ nói bây giờ mình thắp hương đó, mà mình không có bao bọc lại đó, rồi cái hương nó bay ra đó, Phật Quan Âm hưởng không có chọn, cái mấy Phật kia hưởng hết. Thành ra bỏ đóng cái thùng, mỗi lần mà thắp hương cái bà chồng cái thùng vô, để cho hương nó quặn 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 mình cái tượng Phật à. Nó thắp chừng tháng vậy đó, cái tượng Phật còn lúc mới thỉnh về nó trắng tươi à. Mà mỗi lần thắp xong cái đóng cái thùng lại đó, chừng tháng sau cái tượng Phật nó đang thùi. Dạ. Quý vị mình thấy không, mình ích kỷ là mình hại người thân mình không à. Rồi có ông Phật tử này cũng vậy nữa, sau khi mà bà mẹ, bà vợ qua đời, cái ông rước Thầy tới tụng kinh cho vợ ông, tụng kinh siêu độ đó. Tụng cái bài kinh là Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điệt Dạ Tha, Nam Mô Di Đà Tất Đa Bà Tiện Như Ca Địt Ca Lăng Đa Như Gia Địt Ca Lăng Đế Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Ca Ta Lệ Ta Bà Ha, tức là bài chú giảng sanh đó. Cái vị sư sau khi tụng xong cái mới hồi hướng là tôi xin nguyện hồi hướng cái công đức tụng kinh niệm Phật này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới, ai cũng được hưởng hết. Cái ông gân lắm đó, Thầy xin phép Thầy, Thầy nguyện cái gì cũng được mà tới đoạn này con không chịu. Hỏi không chịu là sao? Nói con bỏ công bỏ của ra đây rước Thầy về đây, mục đích con là muốn Thầy tụng kinh cho mình. Bà xã con à, mà nãy giờ Thầy hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, mà hồi đó bà xã con bỏ nhát à, giờ mai mốt bà giật sao lại người ta. Nói chàng ơi, sao mà con nói gì kỳ vậy? Phước của Phật là giống như cái đám mưa trên trời rơi xuống. Mưa cái mái nhà lớn hưởng được nhiều, mái nhà nhỏ hưởng được ít, chứ đâu có gì đâu mà giật. Ông nói thôi vậy cũng được, thôi Thầy hướng chung cho ai cũng được. Nãy giờ con nghe con cũng hiểu rồi, nhưng mà trừ ra người. Hỏi người nào? Nó trừ ra cái bà hai sắp trên. Hỏi sao hả? Bị bả mới gây lộn tôi ngày qua. Nên trừ bả ra. Cho nên quý vị mình thấy trong cuộc sống cũng vậy, mai mốt cầu nguyện rồi có trừ ai ra. Đừng có trừ cho ông A, ông B, ông C đó, tôi ghét ông đó lắm. Tôi mà còn ghét là không có được, phải thương yêu hết mình mới thấy rộng rãi của bác anh chị em mình. Cũng như cái bữa mình ghé tại chùa đó, ông Thầy ông nói đó, mình mà ghét người ta là mình xấu à. Ghét người ta không có hại gì mà mình xấu trước. Bởi mình ghét người ta, mình gặp người ta, mình chầm dầm xuống gì. Mình không xấu sao được, phải không? À, cho nên phải thương yêu bao dung hết quý vị mình. Thì đó là cái tiếp theo, cái người tu thân là phải biết mở rộng ra, chứ không nên ích kỷ của bác mình. Ích kỷ là nó hạn hẹp mà nó lại mất phước. Ví dụ như Phật ngày xưa mà không ích kỷ đó, kể như mình tiêu rồi. Phật tu xong cái Phật đắc đạo, Phật giải thoát, cái Phật nhập niết bàn, Phật về Tây Phương luôn rồi, không truyền đạo ra hết, là chúng sanh đời sau không bao giờ tu được. Cho nên Phật đạo á, hay là Phật pháp khác hơn đời. Đời mà ta biết cái nghề gì đó ta giấu á, phải không? Ta làm ăn được cái nghề gì ta giấu, sợ người khác biết để học. Mà muốn dạy cho người ta cũng phải lấy chi phí, phải không? Vô học cái ngành nào phải đóng tiền à. Vô học mai là phải chỉ hay chỉ vàng gì đó. Nội học cái nước rửa chén thôi đây nè, mà còn phải đóng cho người ta cả triệu bạc ta mới dạy nè. Đừng nói chỉ cái ngày gì mà lớn, phải không? Thành ra thế gian là dạy biết cái gì là giấu, mà dạy người ta cũng phải đòi tiền. Còn Thầy mình có giấu không? Không. Mà có loại tiền không? Không. Câu nào?
tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi ao tù thế gian. Không có giống dạy hết trơn, dạy tận tường chẳng chút nào sai. Cổ nhân tích để phân bài đường trơn nẻo tránh âu ai rắn rầm, cho nên mình rất là mến mộ Phật thầy ở chỗ đó của bác anh chị em mình ơi. Thôi bây giờ tới cái ý cuối cùng nữa là cái người mà tu thân đó không có cần giàu, không có cần sung sướng gì hết, mà nghèo cũng có tu được. Cho nên thầy nói là miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng, đặng có tu thân. Giàu tu cũng được mà nghèo cũng tu được. Cho nên thầy nói sao, nếu mà cái người nghèo thì sao? Tuy nghèo dùng đã cháo sao, bền lòng niệm Phật mà sao thanh nhàn. Bận cùng cũng khá liệu toan, giữ tâm ngay thảo sớm làng mến yêu. Mộ khang thần tịnh cần chiêu, khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên. Trên cái điều kiện tiếp theo là tu thân không cần giàu nghèo hết, giàu nghèo gì cũng được tu hết. Giàu tu theo giàu, nghèo tu theo nghèo. Giàu thì bố thí, còn nghèo thì giữ lòng trong sạch. Rồi bây giờ cái ý cuối cùng là hôm nay đạo Phật dạy chúng ta là đi đến con đường giải thoát của bác mình. Cho nên chỗ khác thầy nói là tỏ câu cầu chúc cho đời mong bá tánh vạn dân giải thoát, hay là nguyện mười phương chư Phật đáo la đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Cho nên cái phương pháp của thầy dạy chúng ta, mục đích của thầy dạy chúng ta là muốn cho mình được giải thoát, chứ không phải tu muốn cho mình giải chết nha. Phải tu để cho mình ở đời hoài đâu, mà muốn cho mình sau này phải về Phật. Mà tóm lại mình muốn được giải thoát là mình phải biết tu thân. Cho nên thầy nói là sao? Trời Phật thương người lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Vì tóm lại là nếu mình biết tu thân là sau này mình cũng được giải thoát luôn. À, vậy thì thôi bây giờ mình gói gọn trong 6 giờ, bây giờ đã hết thời gian rồi, xin phép dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì cầu chúc cho tất cả quý vị trong chuyến đi này về được hạnh phúc, được tinh tấn và được sống trong cái tình thương đại đồng của Đức Phật. Và trong chương trình trao đổi, nếu có được chia sẻ sót của quý vị niệm tình quan hỷ, chúng tôi thành thật tri ân. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn thầy trụ trì đã dành thời gian cho đoàn. Chúc thầy được nhiều sức khỏe và là một cái điểm tựa để che chở cho tất cả những mảnh đời bất hạnh cũng như tất cả thiện tín gần xa. Và cầu chúc cô bác anh chị em chúng ta được tinh tấn trên đường đạo. Đến đây xin được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.